Ấn Độ bật đèn xanh mở đường cho tên lửa Việt Nam tham tiến. Quý vị thân mến, từ đầu tuần tới giờ có quá nhiều sự kiện, cho nên kênh đã tạm thời gác lại một vài thông tin đáng chú ý liên quan tới triển vọng hợp tác công nghiệp quốc phòng Việt Nam - Ấn Độ, một trong những kết quả đáng khích lệ đạt được trong chuyến thăm tới nước Cộng hòa Ấn Độ. Do đó, chúng tôi muốn gửi tới quý vị một vài thông tin đáng chú ý nhất về hợp tác quốc phòng Việt Nam - Ấn Độ, cũng như một số triển vọng mà hai bên có thể thúc đẩy trong thời gian tới. Thực tâm phải nói rằng, trong giai đoạn này, công nghiệp quốc phòng là thứ mà quân đội ta đang tập trung cao độ, cao hơn nhiều so với việc mua sắm vũ khí, trang thiết bị mới. Theo tuyên bố chung Việt Nam - Ấn Độ trong lĩnh vực hợp tác quốc phòng an ninh, hai bên nhất trí một số điểm sau. Thứ nhất, hai nhà lãnh đạo hoan nghênh việc triển khai hiệu quả tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng Việt Nam - Ấn Độ đến năm 2030 và tăng cường hợp tác quốc phòng giữa hai nước trong những năm gần đây, bao gồm đào tạo và nâng cao năng lực, chia sẻ thực tiễn huấn luyện, đối thoại chính sách quốc phòng và hợp tác công nghiệp quốc phòng. Hai lãnh đạo nhất trí tăng cường hơn nữa hợp tác quốc phòng dựa trên các ưu tiên và quan tâm chung, đóng góp vào sự ổn định hơn nữa ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Hai bên cũng nhất định tiếp tục tăng cường hợp tác trên một số lĩnh vực như phát triển nguồn nhân lực, duy trì phối hợp trong các hoạt động gìn giữ hòa bình, an ninh mạng, chia sẻ thông tin, nghiên cứu chiến lược an ninh và an toàn hải, hoạt động tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ nhân đạo, quản lý thiên tai, cứu hộ và cứu trợ khẩn cấp. Như vậy, từ tuyên bố chung này, vấn đề hợp tác công nghiệp quốc phòng là một trong những nội dung nổi bật trong hợp tác quốc phòng an ninh Việt Nam Ấn Độ so với gói tín dụng 500 triệu đô la dành cho quân sự mà hai nước nhất trí sẽ thúc đẩy việc triển khai sau chuyến thăm này, thì công nghiệp quốc phòng mang lại nhiều tín hiệu khởi sắc. Cần biết rằng, Ấn Độ là một trong những nền công nghiệp quốc phòng hiện đại nhất ở khu vực châu Á hiện nay. Dù chưa giành được nhiều tiếng tăm trên thị trường xuất khẩu vũ khí, nhưng xét về mảng vũ khí nội địa, họ đã sản xuất thành công nhiều chủng loại vũ khí hiện đại cho quân đội, bao gồm cả những công nghệ phức tạp như xe tăng, máy bay tiêm kích, tàu chiến, tên lửa đạn đạo liên lục địa, tên lửa hành trình siêu âm. Đặc biệt trong lĩnh vực tàu chiến, họ hiện là một trong hai quốc gia châu lục đã làm chủ công nghệ chế tạo tàu sân bay trong nước, một công nghệ rất khó mà không nhiều quốc gia trên thế giới có thể làm được. Do đó, hợp tác công nghiệp quốc phòng Việt Ấn nếu đi vào chiều sâu và có tính thực chất sẽ mang lại nhiều lợi ích thật sự. Quý vị thân mến, từ đầu tuần tới giờ có quá nhiều sự kiện cho nên kênh đã tạm thời gác lại một vài thông tin đáng chú ý liên quan tới triển vọng hợp tác công nghiệp quốc phòng Việt Nam Ấn Độ, một trong những kết quả đáng khích lệ đạt được trong chuyến thăm tới nước Cộng hòa Ấn Độ. Do đó, hôm nay chúng tôi muốn gửi tới quý vị một vài thông tin đáng chú ý nhất về hợp tác quốc phòng Việt Nam Ấn Độ, cũng như một số triển vọng mà hai bên có thể thúc đẩy trong thời gian tới. Thực tâm phải nói rằng, trong giai đoạn này, công nghiệp quốc phòng là thứ mà quân đội ta đang tập trung cao độ, cao hơn nhiều so với việc mua sắm vũ khí, trang thiết bị mới. Theo tuyên bố chung Việt Nam Ấn Độ trong lĩnh vực hợp tác quốc phòng an ninh, hai bên nhất trí một số điểm sau. Thứ nhất, hai nhà lãnh đạo hoan nghênh việc triển khai hiệu quả tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng Việt Nam Ấn Độ đến năm 2030 và tăng cường hợp tác quốc phòng giữa hai nước trong những năm gần đây, bao gồm đào tạo và nâng cao năng lực, chia sẻ thực tiễn huấn luyện, đối thoại chính sách quốc phòng và hợp tác công nghiệp quốc phòng. Hai lãnh đạo nhất trí tăng cường hơn nữa hợp tác quốc phòng dựa trên các ưu tiên và quan tâm chung, đóng góp vào sự ổn định hơn nữa ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Hai bên cũng nhất định tiếp tục tăng cường hợp tác trên một số lĩnh vực như phát triển nguồn nhân lực, duy trì phối hợp trong các hoạt động gìn giữ hòa bình, an ninh mạng, chia sẻ thông tin, nghiên cứu chiến lược an ninh và an toàn hàng hải, hoạt động tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ nhân đạo, quản lý thiên tai, cứu hộ và cứu trợ khẩn cấp. Như vậy, từ tuyên bố chung này, vấn đề hợp tác công nghiệp quốc phòng là một trong những nội dung nổi bật trong hợp tác quốc phòng an ninh Việt Nam Ấn Độ so với gói tín dụng 500 triệu đô la dành cho quân sự mà hai nước nhất trí sẽ thúc đẩy việc triển khai sau chuyến thăm này, thì công nghiệp quốc phòng mang lại nhiều tín hiệu khởi sắc. Cần biết rằng, Ấn Độ là một trong những nền công nghiệp quốc phòng hiện đại nhất ở khu vực châu Á hiện nay. Dù chưa giành được nhiều tiếng tăm trên thị trường xuất khẩu vũ khí, nhưng xét về mảng vũ khí nội địa, họ đã sản xuất thành công nhiều chủng loại vũ khí hiện đại cho quân đội, bao gồm cả những công nghệ phức tạp như xe tăng, máy bay tiêm kích, tàu chiến, tên lửa đạn đạo liên lục địa, tên lửa hành trình siêu âm. Đặc biệt trong lĩnh vực tàu chiến, họ hiện là một trong hai quốc gia châu lục đã làm chủ công nghệ chế tạo tàu sân bay trong nước, một công nghệ rất khó mà không nhiều quốc gia trên thế giới có thể làm được. Do đó, hợp tác công nghiệp quốc phòng Việt Ấn nếu đi vào chiều sâu và có tính thực chất sẽ mang lại nhiều lợi ích thật sự. Vậy rất nhanh, doanh nghiệp quốc phòng hàng đầu Việt Nam hiện nay đã nhanh chóng có mặt trong hợp tác công nghiệp quốc phòng Việt Ấn Độ. Vậy Việt Nam đã tham gia như thế nào vào hợp tác công nghiệp quốc phòng với Ấn Độ và kết quả bước đầu đã đạt được gì? Nếu quý vị khán giả có chung thắc mắc, vậy hãy cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé. Trước khi chúng ta bắt đầu video hôm nay, quý vị hãy chuẩn bị một tách trà, nhâm nhi tách trà đó và theo dõi hết video cùng đội ngũ chương trình nhé. Như thường lệ, trước khi vào nội dung chính, quý vị hãy hào phóng tặng cho đội ngũ chương trình một nút thích ngay bên dưới video quý vị nhé. Cảm ơn quý vị. Xin mời quý vị tiếp tục khám phá nội dung of how. Theo đó, trong khuôn khổ cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính với ông
Rajesh Kumar Singh, Chủ tịch Tập đoàn Phát triển Hành lang Công nghiệp Quốc gia thuộc Bộ Công Thương Ấn Độ, vào ngày 31 tháng 7, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel, ông Tào Đức Thắng đã đề xuất 3 mảng để hợp tác với doanh nghiệp Ấn Độ. 3 mảng này bao gồm nghiên cứu phát triển ứng dụng cho các thiết bị hạ tầng viễn thông như 5G, nghiên cứu thiết kế chip bán dẫn phục vụ cả dân sự và quân sự, và nghiên cứu phát triển các phần mềm. Trong đó, 3 mảng đề tài mà Viettel mong muốn làm việc với Ấn Độ, chip bán dẫn có lẽ là một trong những thứ mà ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam đang rất cần. Cho những ai chưa biết, chip bán dẫn tuy là một thứ nhỏ bé nhưng lại chiếm vai trò then chốt trong việc tạo ra các sản phẩm và linh kiện công nghệ. Nói nôm na, trong các tên lửa, nhờ những cảm biến và bộ xử lý dựa trên công nghệ bán dẫn, hệ thống dẫn đường có thể tính toán chính xác quỹ đạo đường bay để dẫn tên lửa tới mục tiêu đã định. Với các hệ thống radar, chất bán dẫn được sử dụng để tạo ra các bộ khuếch tán tần số cao và các bộ phận xử lý tín hiệu cho phép phát hiện và bám theo các mục tiêu, nâng cao nhận thức tình huống và hỗ trợ xác định các mối đe dọa. Ngày nay, có thể nói tất cả các hệ thống quân sự và nền tảng phòng thủ đều phải dựa vào công nghệ bán dẫn để đạt được hiệu suất tối đa. Không có những con chip nhỏ bé, khả năng quốc phòng của một quốc gia sẽ bị suy giảm. Bảo đảm đi đầu trong công nghệ bán dẫn cũng như tính toàn vẹn của chuỗi giá trị thiết kế, sản xuất, đóng gói và phân phối chất bán dẫn đã trở thành mối quan tâm hàng đầu về kinh tế và an ninh quốc phòng trong thời đại hiện nay. Vì có vai trò quan trọng như vậy, cho nên người ta mới nói công nghệ bán dẫn đã trở thành điểm cạnh tranh của các siêu cường thế giới như Mỹ và Trung Quốc. Ở Việt Nam, công nghệ chip bán dẫn ứng dụng trong lĩnh vực dân sự và quân sự còn yếu kém. Trước đây, hầu như chúng ta đều phải phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn nhập khẩu. Nhưng trong những năm gần đây, Việt Nam đang tích cực hợp tác với các nền kỹ thuật tiên tiến như Mỹ và Hàn Quốc để gia nhập vào ngành sản xuất cao cấp này. Đã có những con chip 100% do người Việt Nam làm chủ, từ khâu thiết kế cho tới khâu cuối cùng, nhưng vẫn còn ít. Mục tiêu sẽ là phải nhiều hơn và quan trọng nhất là phải làm chủ từ A đến Z. Ấn Độ đang đặt tham vọng trở thành trung tâm sản xuất chip bán dẫn toàn cầu. Họ vừa là tấm gương, vừa là đối tác tiềm năng để Việt Nam có thể dấn thân vào lĩnh vực công nghệ cao này. Xa hơn nữa, đặc biệt là về công nghệ chip bán dẫn dùng trong quân sự, một công nghệ nhạy cảm mà không dễ để Mỹ và Hàn Quốc chia sẻ, nhưng Ấn Độ thì có thể. Có lẽ đây là thứ mà Viettel được giao nhiệm vụ và đều hoàn thành, hướng tới một nền công nghệ chip bán dẫn made in Việt Nam. Ngoài công nghệ chip bán dẫn, tuy chưa được đề cập vào lúc này, nhưng Ấn Độ cũng là một nơi đáng để Việt Nam học tập. Đó là công nghệ tên lửa, một mảng miếng mà Viettel đang gặt hái được một loạt các thành tựu xếp vào hàng kỳ tích của công nghiệp quốc phòng Việt Nam. Trong một bài viết mới đây trên tạp chí Công nghiệp Quốc phòng và Kinh tế Việt Nam, Đại tá Đoàn Mạnh Hùng nhận định như sau: hiện nay, Ấn Độ là một trong những quốc gia hàng đầu thế giới về lĩnh vực nghiên cứu chế tạo tên lửa với các chủng loại tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình tiên tiến. Từ năm 1960, Ấn Độ bắt đầu triển khai chiến lược phát triển tên lửa kéo dài suốt 34 năm, với thành quả đầu tiên là tên lửa đạn đạo tầm ngắn Prithvi. Chiến lược phát triển tên lửa của Ấn Độ được chia làm 4 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ năm 1960 đến năm 1980 tiến hành nắm bắt, tìm hiểu công nghệ và xây dựng cơ sở vật chất, nhân lực cần thiết, đồng thời đạt được những kết quả nhất định trong chế tạo tên lửa, phóng vệ tinh và áp dụng vào lĩnh vực tên lửa vũ khí. Giai đoạn 2 từ năm 1981 đến năm 1994, Ấn Độ chuyển từ nghiên cứu thử nghiệm sang cấp độ cao hơn, có tính tổng thể và hoàn thiện hơn, với mục tiêu chế tạo hệ thống tên lửa đáp ứng yêu cầu chiến đấu. Tuy gặp phải sự phản đối quyết liệt từ các nước phương Tây, đặc biệt là Mỹ, chương trình vẫn được thực hiện thành công, thể hiện tiềm lực nghiên cứu và sản xuất quốc phòng của Ấn Độ. Với ngân sách 260 triệu đô la và thời hạn 15 năm, chương trình đã tiến xa hơn nhiều so với dự kiến khi phát triển và chế tạo được 4 hệ thống tên lửa Prithvi, Akash, Trishu và Naks. Giai đoạn 3 từ năm 1995 đến năm 2000, Ấn Độ đã chế tạo thành công và sản xuất loạt tên lửa đạn đạo đất, đối đất tầm trung Prithvi và Agni. Chương trình chuyển từ trình diễn công nghệ sang cải tiến và hoàn thiện để đáp ứng các yêu cầu tác chiến thực tế. Đáng chú ý, trong giai đoạn này, chính phủ Ấn Độ đã đề ra mục tiêu phát triển các tên lửa đạn đạo chiến lược, bao gồm cả loại tầm ngắn và tầm xa hơn Agni 2 và Agni 3, đồng thời chế tạo tên lửa hành trình siêu âm BrahMos. Giai đoạn từ năm 2001 đến nay, Ấn Độ tiếp tục hoàn thiện các hệ thống tên lửa đạn đạo, nâng cao độ chính xác, ứng dụng các vật liệu mới và nhẹ hơn. Cùng với đó, ưu tiên dự án chế tạo tên lửa hành trình siêu âm BrahMos, nghiên cứu phát triển tên lửa có tốc độ siêu cao, phát triển các loại tên lửa thông minh, gọn nhẹ, linh hoạt, trang bị tính năng tự dẫn tới mục tiêu, đạt độ chính xác cao, hoàn thiện các lĩnh vực liên quan đến chế tạo và phát triển hệ thống tên lửa. Năm 2006, Ấn Độ đã triển khai chương trình phòng thủ chống tên lửa, sử dụng các hệ thống tên lửa đánh chặn để phá hủy các tên lửa đạn đạo của đối phương, nhằm hiện thực hóa chương trình phát triển tên lửa. Ấn Độ tích cực hợp tác với các cường quốc trong lĩnh vực này như Mỹ, Liên Xô trước đây, Pháp, Đức và sau này là Nga để học hỏi, nắm bắt công nghệ và sau đó áp dụng chế tạo tên lửa quân sự nội địa. Vậy theo quý vị, Việt Nam nên đẩy mạnh nghiên cứu chip bán dẫn hay
học hỏi chiến lược phát triển tên lửa từ Ấn Độ để gia tăng sức mạnh quốc phòng. Quý vị hãy dừng lại ít phút để chia sẻ hiểu biết của mình xuống bên dưới phần bình luận nhé. Mặt khác, họ cũng chủ yếu mua công nghệ nước ngoài, nhưng có phần khôn ngoan hơn khi thay vì công khai là mua cho quân sự, Ấn Độ mưu mẹo đề xuất Pháp cung cấp công nghệ động cơ nhiên liệu lọ Viking để chế tạo tên lửa đầy vệ tinh. Sự ứng dụng công nghệ này cho các tên lửa đạn đạo có thể nói chỉ trong vòng khoảng 35 đến 40 năm. Riêng về công nghệ tên lửa đạn đạo, Ấn Độ đã cơ bản làm chủ được loại tầm ngắn tới loại liên lục địa, tạo ra thế đe dọa chiến lược với Trung Quốc. Nước này hiện nay đang nỗ lực phát triển công nghệ tên lửa phòng không tầm trung xa, tên lửa hành trình siêu thanh, tên lửa không đối không. Các bạn nghĩ thế nào về việc trong tương lai Việt Nam và Ấn Độ có thể hợp tác? Thực sự thì động cơ tên lửa luôn là bài toán hóc búa với bất kỳ quốc gia nào muốn tự chủ về loại vũ khí này trong nước. Với chương trình phát triển tên lửa hành trình Gaucho Simet không một vài năm trước, có nguồn tin về việc ta phải mua tạm động cơ mini từ Hàn Quốc để thử nghiệm tên lửa. Gần đây đã xuất hiện các hình ảnh cho thấy ta dường như đang cố gắng sản xuất động cơ tên lửa cho Gaucho Simet 01. Còn thực tế đã làm chủ được đến đâu thì không rõ. Ngoài tên lửa hành trình, đáng chú ý là trong lĩnh vực tên lửa phòng không, liên tiếp trong thời gian qua đã xuất hiện các thông tin về việc Việt Nam bày tỏ sự quan tâm tới khả năng hợp tác mua công nghệ sản xuất tên lửa phòng không tầm trung Akash Nghe từ Ấn Độ. Akash hiện cũng là một trong các thành tựu cao cấp nhất về phòng không của công nghiệp quốc phòng Ấn Độ, và họ cũng đang tiếp thị loại vũ khí này trên thị trường thế giới. Biết đâu thực sự sẽ có sự hợp tác nào đó trong tương lai không xa, khi Việt Nam gần đây đã nhắc nhiều tới tham vọng phát triển tên lửa phòng không tầm trung trong nước. Cần biết rằng, Vietto vừa qua đã thành công trong việc phát triển phiên bản cải tiến tên lửa phòng không tầm trung thời Liên Xô S-125VT, đó là với công nghệ tên lửa. Một lĩnh vực khác mà bây giờ đã có thể nhắc lại là công nghệ hàng không, điều tưởng chừng như viển vông cách đây mấy năm có thể lại trở thành hiện thực với cái đạn này, khi công nghiệp quốc phòng Việt Nam đang được đầu tư phát triển rất mạnh mẽ. Nhìn từ dự án xe thiết giáp là rõ, chúng ta đang thúc đẩy với tốc độ rất nhanh, do đó với công nghiệp hàng không có thể cũng nghĩ tới được rồi. Còn nhớ vào tháng 6 năm ngoái, đã có tin về việc Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Hàn Quốc ký một thỏa thuận sơ bộ với Viện Hàng không Vũ trụ Vietto để hợp tác trong việc phát triển và sản xuất trực thăng. Trong lĩnh vực này, Ấn Độ cũng đạt được nhiều thành quả ấn tượng ở tầm châu lục và thế giới. Ở chừng mực nào đó, họ có thể sẽ dễ dãi hơn Hàn Quốc khi không chịu ảnh hưởng áp lực chính trị từ Mỹ chẳng hạn. Một trong những thành quả đáng nể nhất trong lĩnh vực này là trực thăng đa dụng Hall, bay thử lần đầu tiên vào ngày 20 tháng 8 năm 1992. Dự án này bắt đầu từ năm 1979 do Bộ Quốc phòng Ấn Độ khởi xướng và triển khai từ năm 1984 với hợp đồng chuyển giao công nghệ ký với công ty hàng không MBB của Tây Đức. Công ty của Đức giữ vai trò nhà thầu, tư vấn thiết kế cho Ấn Độ với kinh nghiệm chế tạo các dòng trực thăng như Bo 105, 106, 108. Họ đã phối hợp và cho ra đời nguyên mẫu đầu tiên của trực thăng Group vào năm 1992. Tuy nhiên, do sự kiện thử hạt nhân Pokhran 2, Ấn Độ đã bị thế giới phương Tây áp lệnh cấm vận, dẫn tới dự án trực thăng Group bị kéo dài hơn so với kế hoạch. Nhưng trong cái khó, nó ló cái khôn. Họ đã thúc đẩy việc tự chủ hóa, tái thiết kế theo hướng nội địa hóa từ khung vỏ động cơ cho tới hệ thống điện tử hàng không. Kết quả họ đã nắm bắt được các công nghệ cốt lõi cần thiết để tạo ra một chiếc trực thăng hiện đại, đi theo các tiêu chuẩn của phương Tây. Đến nay đã có hơn 400 chiếc được chế tạo, phục vụ rộng rãi trong quân đội Ấn Độ, cũng như gặt hái được một vài hợp đồng xuất khẩu quy mô nhỏ. Điều quan trọng là họ tự chủ được công nghệ, trên cơ sở đó họ giảm bớt sự phụ thuộc vào bên ngoài, cũng như nắm được công nghệ cốt lõi để cho ra đời các sản phẩm hiện đại hơn, đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ quan trọng hơn. Ví dụ nổi bật là dự án trực thăng tấn công Hawk Prachen được phát triển trên cơ sở cùng thân Hawk Group Page. Dự án đã trải qua 12 năm phát triển, V-17 chưa được chế tạo đang dần tiến tới giai đoạn sản xuất hàng loạt. Với tốc độ này, Ấn Độ trong tương lai gần có thể không cần phải mua sóng trực thăng chiến đấu từ Mỹ hay Nga. Vậy liệu sự tự chủ trong công nghệ phòng không của Ấn Độ có phải là đòn bẩy giúp Việt Nam giảm phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài không? Quý vị đừng ngần ngại chia sẻ ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Nói chung, khi bạn đã nắm được công nghệ lõi, bạn làm cái gì cũng được. Tất nhiên là bạn phải có tiền. Do đó, những kinh nghiệm của Ấn Độ suốt hàng thập kỷ phát triển hàng không, trải qua những nốt thăng trầm là những bài học kinh nghiệm và kho tàng quý giá cho các đối tác như Việt Nam. Ngoài các lĩnh vực trên, thì như hôm trước có đề cập, công nghệ tàu chiến mà Ấn Độ đã và đang đạt được thành tựu đáng khích lệ cũng là thứ mà hai bên có thể hợp tác. Thực tế, chúng ta và bạn đã bắt tay vào việc đóng mới một số dự án tàu tuần tra nhỏ cho lực lượng biên phòng. Hy vọng rằng sẽ sớm được thấy những thứ to hơn, hiện đại hơn, mạnh mẽ hơn trong quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam-Ấn Độ. Như chúng ta cũng đã biết, Biển Đông hiện là một trong những khu vực nóng bỏng nhất thế giới, khi nơi đây liên tục diễn ra các cuộc đụng độ và tranh chấp căng thẳng. Trong đó, những lần chạm trán giữa Việt Nam và Trung Quốc luôn khiến người ta phải thót tim khi một quốc gia nhỏ bé như Việt Nam lại phải đối đầu với một cường quốc hùng mạnh như Hoa Lục hiện giờ. Tất nhiên, với sức mạnh có hạn,
Việt Nam đã không ít lần phải quay đầu trước Trung Quốc. Do đó, Việt Nam luôn muốn tăng cường sức mạnh cho lực lượng hải quân bằng cách hiện đại hóa vũ khí và trang thiết bị chiến đấu tối tân nhất. Cơ mà khổ nỗi, Việt Nam cũng không giàu có gì. Dù mong muốn chơi bỏng là thế, nhưng khi triển khai, Việt Nam vẫn ít nhiều gặp khó khăn về tài chính do túi tiền có hạn hơn người. Có lẽ là nhìn thấy được điều đó nên mới đây, Ấn Độ đã chơi rất đẹp khi làm điều này cho nước bạn để cứu nguy trên Biển Đông. Nó đã khiến cho người dân Việt Nam phải vỗ tay không ngừng, còn thế giới thì phải bất ngờ sửng sốt vì không thể tin nổi vào mắt mình. Nếu bạn tò mò muốn biết anh Ấn đã làm gì mà lại gây chấn động đến thế, thì hãy theo dõi ngay video số dưới đây. Nhưng trước khi đi vào nội dung chính, các bạn đừng quên nhấn nút like, share, subscribe và ấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho kênh nhé. Nói đến Ấn Độ, chúng ta không chỉ nói đến một cường quốc vũ khí mà còn đang nói đến một người bạn cực kỳ thân thiết của Việt Nam. Anh bạn này luôn dành cho đất nước hình chữ S tình cảm đặc biệt tốt đẹp nên không tiếc tay giúp đỡ bạn bè ngay khi cần. Vậy nên, đứng trước tình hình Biển Đông đang vô cùng căng thẳng, Ấn Độ không thể nào để cho Việt Nam một mình chống lại khó khăn. Nước này đã dành tặng cho Việt Nam một món quà khủng để nâng cao năng lực tác chiến cho nước nhà. Sự kiện trên đã được các kênh truyền thông uy tín đưa tin như sau. Một tàu hộ tống tên lửa của Hải quân Ấn Độ là quà tặng mà nước này dành cho Việt Nam. Đây là con tàu chiến đầu tiên mà Ấn Độ tặng cho bất kỳ quốc gia nào. Hải quân Ấn Độ cho biết tàu hộ tống Iskandar được chế tạo trong nước đã rời bờ biển phía đông của Ấn Độ vào cuối tháng 6 năm 2023 và sẽ cập cảng Việt Nam trong thời gian tới. Để rồi một tháng sau đó, thông tin bàn giao con tàu chiến kể trên đã được khẳng định chắc nịch bởi trang tin Sputnik phiên bản tiếng Việt của Nga như sau. Tờ Times of India cho biết, Tư lệnh Hải quân Karikuma hiện đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam, đã chủ trì buổi lễ bàn giao tàu Iskandar cho Hải quân Nhân dân Việt Nam tại Cam Ranh. Hải quân Ấn Độ nêu rõ con tàu đã được bàn giao cho Hải quân Nhân dân Việt Nam với đầy đủ vũ khí bổ sung để đảm bảo hiệu quả hoạt động tác chiến. Nói về con tàu Iskandar mà Ấn Độ dành tặng cho Việt Nam, đây là con tàu được phân loại thuộc dự án thay 25 lớp của Kukri. Nó được đóng cho Hải quân Ấn Độ nhằm thay thế các tàu hộ vệ săn ngầm dự án 159 lớp Petya đã quá cũ. Dự án đóng tàu bắt đầu được triển khai từ năm 1984 và hoàn thành vào năm 1991 với tất cả 4 chiến hạm hoàn thiện bao gồm P-47 Khantra, P-46 Kuta và P-44 Khapen. Nhìn chung, các chiến hạm lớp Kukri có phần thượng tầng được thiết kế góc cạnh nhằm tăng khả năng tán xạ radar với lượng giãn nước đầy tải 1.350 tấn, chiều dài 91,1m, chiều rộng 10,5m và mớ nước 4,5m. Tàu được trang bị hai động cơ Daegen công suất 14.400 mã lực, cho phép nó chạy với tốc độ tối đa 25 hải lý một giờ. Thủy thủ đoàn bao gồm 79 người, trong đó có 10 sĩ quan cao cấp Ano. Hệ thống điện tử của tàu khá hiện đại với radar chính xác mục tiêu trên không và trên biển Positive A, radar kiểm soát hỏa lực Kapunban, dẫn đường cho tên lửa chống hạm và radar Mister-123, điều khiển pháo hạm cùng với pháo phòng không. Hỏa lực của tàu tương đối mạnh với 4 tên lửa hành trình chống hạm V-2M, có tầm bắn tối đa 83 km, vận tốc Mach 0,9, mang theo đầu đạn xuyên giáp nặng 513 kg. Đi kèm với tên lửa chống hạm là một hải pháo AK-176 cỡ 76,2mm, hai pháo phòng không cao tốc AK-630 cỡ 30mm, cùng hai bệ phóng tên lửa Sinner 5 và hai tổ hợp bẫy mồi PK-10. Tàu hộ vệ tên lửa lớp Kukri không có hangar. Tuy nhiên, sàn đáp nhỏ ở đuôi cho phép nó tiếp nhận một trực thăng vũ trang hạng nhẹ loại Hadrup hoặc tương đương. Ngoài ra, chiếc Iskandar này còn có thể nâng cao sức mạnh hỏa lực bằng cách thay thế cụm phóng tên lửa chống hạm P-2M đã cũ bằng loại khác 35 Urane, tối tân hơn nhiều. Điều này hoàn toàn khả thi vì đã được chính Ấn Độ thực hiện trước đây. Cụ thể hơn, vào năm 1990, phiên bản nâng cấp của tàu hộ vệ tên lửa Thai 25 Hukri với tên lửa Thai 25 Akura đã được Hải quân Ấn Độ đặt hàng đóng mới. Số lượng của Thai 25 Akura tương tự Thai 25 Hukri. Khi có tất cả 4 chiếc tàu lớp này đã đi vào hoạt động trong khoảng thời gian từ năm 1998 đến năm 2004, bao gồm P-61 Kura, P-62 Kutch, P-61 Kunich và P-60 Kanut Permit. Thay đổi đáng kể nhất của Kura so với Hukri chính là việc thay thế 4 tên lửa P-2M bằng 16 tên lửa khác 35 Uran có hiệu suất chiến đấu cao hơn và thay thế pháo hạm AK-176 bằng pháo ô tô Melara Compact hiện đại của châu Âu. Vì vậy, có thể nói đây là một món quà rất đáng giá mà Ấn Độ dành tặng cho Việt Nam. Chúng ta sẽ nhìn thấy được rất nhiều điều hay ho từ con tàu chiến lược mà nước này chuyển giao cho nước bạn vừa rồi. Trước hết, nó là món quà thể hiện thứ tình cảm tốt đẹp mà Ấn Độ luôn dành cho Việt Nam. Bởi với Ấn Độ, Việt Nam luôn là người bạn tốt, hiếm có, khó tìm, nên Ấn Độ sẽ không tiếc bất kỳ thứ gì với bạn bè. Còn nếu xét trên phương diện ngoại giao, thì việc chuyển giao tàu chiến Iskandar là sự tăng cường cho mối quan hệ Việt-Ấn. Đây là mối quan hệ dựa trên các liên kết lịch sử và văn hóa lâu đời, lấy hợp tác quốc phòng làm trụ cột chính cho sự phát triển bền vững. Đặc biệt trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực và thế giới đang có rất nhiều biến động, Việt Nam và Ấn Độ đã tìm thấy nhiều điểm tương đồng,
nên càng đẩy mạnh hơn nữa mối quan hệ hợp tác này. Chẳng hạn, xét về mặt địa lý, cả Việt Nam và Ấn Độ đều nằm trong khu vực trung tâm của vành đai Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, nơi vốn đang là địa bàn tranh chấp ảnh hưởng của các cường quốc trên thế giới. Cả Ấn Độ và Việt Nam đều có lo ngại chung về các tham vọng lãnh thổ của Trung Quốc. Ấn Độ đang phải tranh chấp biên giới trên bộ với Hoa Lục, còn Việt Nam cũng đang có những căng thẳng trên Biển Đông với nước này. Trong đó, Trung Quốc hiện đang áp dụng chiến thuật vùng giam hết sức gian manh nhằm nuốt chửng các vùng lãnh thổ không phải của mình. Chính âm mưu ấy đã khiến cho mối quan hệ quốc phòng Việt-Ấn có những bước chuyển động mới trong thời gian vừa qua. Nói cách khác, Ấn Độ hiện là nhà cung cấp vũ khí và huấn luyện quân sự quan trọng cho Việt Nam. Bên cạnh Nga, Việt Nam đang cần các cường quốc biển như Ấn Độ trợ giúp mình nâng cao năng lực tác chiến trên biển để có thể chống lại chiến thuật vùng giam trên Biển Đông của một quốc gia hùng cường. Ở chiều ngược lại, Ấn Độ cũng muốn thông qua việc tặng quà cho Việt Nam nói riêng và tăng cường quan hệ hợp tác với Việt Nam nói chung, để gửi thông điệp quan trọng đến Trung Quốc rằng Ấn Độ cùng với nhiều nước ASEAN cảm thấy lo lắng trước các mối đe dọa về an ninh ở khu vực Biển Đông. Khi mà môi trường an ninh toàn cầu đột bất sự gây giận mần Trung Quốc, khi mà môi trường an ninh toàn sống đột quân sự gây đắt bởi sự mần động cốc mức lượng các xung đột sự. Đồng thời, Ấn Độ cũng muốn thông qua đó để thể hiện quyết tâm vững vàng vai trò của một cường quốc đang lên ở châu Á trước các mối đe dọa, thách thức về an ninh khu vực. Nhờ vậy, Ấn Độ sẽ phủ sóng được tầm ảnh hưởng của mình một cách mạnh mẽ và nâng cao được uy tín trên trường quốc tế hiện giờ. Điều này cũng đồng nghĩa rằng Ấn Độ sẽ không để cho Trung Quốc càng làm càng quấy trên Biển Đông. Ấn Độ sẽ không khoanh tay ngồi yên để cho Trung Quốc mặc sức hiếp đáp bạn bè của mình. Có thể đây cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến cho Hoa Lục ít nhiều rón rén trước Việt Nam và không để xung đột leo thang trở thành cuộc chiến khốc liệt trên biển suốt thời gian qua. Hy vọng rằng trong thời gian tới, Ấn Độ sẽ có thêm nhiều hành động đẹp như thế đối với Việt Nam cũng như với các nước Đông Á khác để kiềm chế một Trung Quốc quá hung hăng, ngang tàng. Các bạn thân mến, gần đây thông tin Hoa Kỳ chuyển giao tàu tuần tra thứ 3 cho Việt Nam đã bắt đầu rò rỉ trên các kênh truyền thông trong và ngoài nước, một lời hứa mà Mỹ đã đưa ra trước Việt Nam vào thời điểm 2 năm trước đây. Theo đó, Việt Nam đã trở thành tâm điểm chú ý của rất nhiều các quốc gia khác nhau trong và ngoài khu vực. Và có lẽ, người đang liếc dọc liếc ngang nhất chính là Trung Quốc khi nước này luôn tỏ ra nhạy cảm trước mọi động thái của hai nước Việt-Mỹ suốt thời gian qua. Vậy liệu rằng chuyện Mỹ chuyển giao tàu tuần tra thứ 3 cho Việt Nam có phải là sự thật hay không? Sự thật này có gì đặc biệt mà lại khiến cho Trung Quốc lo lắng sốt vó đến thế? Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm câu trả lời trong video số ngày hôm nay. Nhưng trước khi đi vào nội dung chính, các bạn vui lòng nhấn nút like, share, subscribe và ấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho kênh nhé. Vâng, để tìm hiểu rõ hơn thực hư của câu chuyện trên, chúng ta cần quay trở lại thời điểm cách đây 2 năm, khi Mỹ đưa ra tuyên bố xanh dần về việc sẽ chuyển giao tàu tuần tra thứ 3 cho Việt Nam. Sự kiện này đã được hàng loạt trang báo trong và ngoài nước đưa tin như sau. Chiều 20 tháng 4 năm 2022, trong cuộc gặp gỡ báo giới đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Mark Klepper đã trả lời câu hỏi của phóng viên về sự hỗ trợ của Mỹ với Việt Nam trong lĩnh vực an ninh hàng hải. Theo đại sứ, Mỹ có cam kết sẽ hợp tác chặt chẽ với Việt Nam để giúp nước bạn tăng cường năng lực, bảo đảm an ninh hàng hải. Một phần trong nỗ lực này là trong những năm qua, lực lượng tuần duyên Mỹ đã chuyển giao cho lực lượng cảnh sát biển của Việt Nam hai tàu tuần tra. Đây là một minh chứng rất rõ ràng cho mối quan tâm của Mỹ đối với việc hỗ trợ Việt Nam tăng cường năng lực hàng hải. Đại sứ Mỹ cho biết, hiện giờ chúng tôi đã sẵn sàng chuyển giao tàu tuần tra thứ 3 cho Việt Nam. Còn trước đó, tuần duyên Mỹ đã chính thức chuyển giao tàu tuần tra USCC Morgenthau cho cảnh sát biển Việt Nam vào ngày 25 tháng 5 năm 2017. Việc chuyển giao tàu và các hoạt động hỗ trợ liên quan có tổng giá trị khoảng 24 triệu đô la. Sau khi chuyển giao, tàu được đổi tên thành CSB 8020 và đây là viện trợ an ninh của Mỹ dành cho Việt Nam. Tiếp đến, tuần duyên Mỹ đã chính thức chuyển giao tàu CSB 8021, trước đây là John Midget, cho Việt Nam vào ngày 14 tháng 8 năm 2020. Việc chuyển giao tàu CSB 8021 và các hoạt động hỗ trợ liên quan có tổng giá trị hơn 27 triệu đô la. Nhìn chung, chúng đều là những con tàu tuần duyên lớp Hamilton, từng thuộc biên chế tuần duyên Mỹ, đồng thời cũng là lớp tàu tuần tra lớn nhất của tuần duyên Mỹ vào những năm 1960. Và cũng tại cuộc họp báo, Đại sứ Klepper khẳng định chính quyền Tổng thống Joe Biden rất chú trọng khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, thể hiện trong chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mới công bố cách đây không lâu. Đại sứ cho biết chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương có thể coi là lộ trình mà Mỹ đề ra về cách phát triển quan hệ với khu vực này. Một năm sau khi đưa ra các phát ngôn kể trên, chính quyền Hoa Kỳ tiếp tục nhắc về việc chuyển giao tàu tuần tra cho Việt Nam vào năm 2023 với nội dung như sau. Mỹ đã cung cấp hai tàu cảnh sát biển cho Việt Nam và sắp tới, sau khi hoàn tất thủ tục chi tiết, chúng tôi sẽ cung cấp thêm một tàu nữa trên tinh thần hỗ trợ Việt Nam củng cố an ninh trên biển. Đây là những gì Thượng nghị sĩ Jack Malley chia sẻ với báo chí Việt Nam tại Hà Nội vào chiều ngày 8 tháng 4 năm 2023. Trong chuyến công tác của Phái đoàn Lưỡng viện Hoa Kỳ tại ASEAN do ông dẫn đầu,
Thượng nghị sĩ Mali cho biết phái đoàn nghị sĩ tới Việt Nam lần này với hai sứ mệnh: thúc đẩy quá trình giải quyết hậu quả chiến tranh và nâng tầm quan hệ hợp tác Việt-Mỹ trên nhiều lĩnh vực khác nhau, từ Biển Đông, biến đổi khí hậu cho đến hợp tác đầu tư. Thượng nghị sĩ Mali một lần nữa nhắc lại quan điểm mà mình đã đưa ra trước chuyến đi là mong muốn nâng tầm quan hệ song phương Việt-Mỹ, từ đối tác toàn diện hiện tại lên đến tầm đối tác chiến lược. Ông cho biết mong muốn này nhận được sự ủng hộ của Quốc hội và Chính phủ Mỹ. Tiếp lời ông Mali, một thành viên khác trong phái đoàn nghị sĩ Mỹ, Thượng nghị sĩ Van Hollen, nhấn mạnh mục đích của những ngày làm việc tại Việt Nam là tiếp nối nỗ lực của các thế hệ nghị sĩ đi trước trong việc củng cố và phát triển quan hệ song phương hai nước. Chia sẻ với phóng viên về việc Mỹ hỗ trợ an ninh hàng hải cho Việt Nam, ông Mali cho biết các diễn biến tại Biển Đông đều liên quan đến an ninh của Việt Nam đang. Và đây chính là lý do mà Hoa Kỳ đã chuyển cho Việt Nam các tàu cảnh sát biển trong suốt những năm qua và tới đây vẫn đang tiếp tục diễn ra. Mặc dù trong những tuyên bố được đưa ra không nêu rõ thời gian cụ thể mà Mỹ sẽ bàn giao tàu tuần tra thứ ba cho Việt Nam, nhưng mới đây, sự xuất hiện của một bài viết chứa đầy hình ảnh của lực lượng cảnh sát biển Việt Nam tại căn cứ tuần duyên Seattle đã làm dấy lên nghi vấn Mỹ đang tích cực hoàn thiện quả giao này. Cụ thể là trang tin Zivis đã chia sẻ loạt ảnh nêu trên cùng với dòng chú thích rằng căn cứ tuần duyên Seattle nằm gần trung tâm thành phố Seattle đã tiếp đón các thành viên của lực lượng cảnh sát biển Việt Nam khi họ đang chuẩn bị cho tàu cảnh sát biển hoạt động trở lại. Tàu cảnh sát biển Mellon đang tới Việt Nam ban đầu. Được biết, tàu cảnh sát biển Mellon có trọng tải 3.250 tấn và dài tới 115 mét. Mặc dù được Mỹ biên chế từ năm 1968, nhưng nó đã được nâng cấp rất hiện đại với các động cơ tuabin khí tiên tiến để có thể di chuyển với tốc độ cao. Đây là con tàu cảnh sát biển đầu tiên và duy nhất có điều kiện phù hợp để trang bị tên lửa chống hạm Harpoon. Ngoài hệ thống pháo hạm Phalanxes, hangar còn chứa một máy bay trực thăng Menac 65 Dolphin. Nó từng được trang bị cả hệ thống sonar và ngư lôi chống tàu ngầm. Trong suốt thời gian hoạt động của mình, tàu USCG Mellon đã tung hoành ngang dọc từ Bắc Cực cho tới Xích Đạo và các vùng nước xa xôi của châu Á. Nó đã thu giữ hơn 100 triệu đô la ma túy đang trên đường vào Mỹ và trở thành tàu quân sự Mỹ đầu tiên ngăn chặn được tàu buôn lậu ma túy tổng hợp. Ngoài nhiệm vụ bảo vệ bờ biển, ngăn chặn hoạt động đánh bắt cá bất hợp pháp, tàu Mellon còn cứu giúp 5 tàu gặp nạn khác và cứu sống rất nhiều người. Chính vì thế mà tàu Mellon đã được Chính phủ Mỹ trao danh hiệu tàu chiến đấu hạng xuất sắc. Quay trở lại bài đăng trên trang tin Zivis, nhiều chuyên gia cho rằng rất có thể Mỹ đã bắt đầu khởi động quy trình bàn giao tàu tuần tra Mellon cho lực lượng cảnh sát biển Việt Nam đến giai đoạn huấn luyện thủy thủ vận hành tàu. Sau khi kết thúc huấn luyện, lực lượng này sẽ thực hiện hải trình hàng nghìn hải lý từ Mỹ về Việt Nam trong thời gian tới. Nghi vấn trên càng trở nên đáng tin cậy hơn khi việc bàn giao hai con tàu tuần tra trước đó của Mỹ cũng được thực hiện với quy trình tương tự. Có lẽ không lâu nữa, chúng ta sẽ nhìn thấy sự hiện diện của tàu Mellon trên lãnh hải nước nhà. Nhìn chung, chuyện Mỹ tích cực chuyển giao tàu tuần tra cho Việt Nam cũng là điều dễ hiểu khi ông lớn này rất quan tâm đến vấn đề an ninh hàng hải của nước bạn, đặc biệt là tại khu vực Biển Đông, nơi Trung Quốc đang mở rộng các hoạt động quấy phá để manh nha nuốt chửng cả vùng biển giàu tiềm năng. Nếu không giúp đỡ Việt Nam lúc này, trong tương lai, tầm ảnh hưởng của Trung Quốc tại khu vực nóng sốt hàng đầu thế giới sẽ vượt mặt Mỹ. Chiến lược xoay trục sang khu vực châu Á, Thái Bình Dương của Mỹ sẽ phá sản hoàn toàn. Kết quả là vị trí bá chủ của Mỹ tại đây sẽ bị Trung Quốc đe dọa trực tiếp, điều mà ông lớn đang vô cùng lo sợ ở thời điểm hiện nay. Về phía Việt Nam, rõ ràng đất nước hình chữ S đã và đang tận dụng rất tốt sự xung đột của hai nước Trung Mỹ để nhận được những lợi ích thực tế cho mình. Bởi vì ngoài những con tàu tuần tra kể trên, Việt Nam còn nhận được sự cam kết đảm bảo an ninh hàng hải từ Mỹ và nhiều khoản viện trợ khổng lồ khác liên quan đến vấn đề này. Trong khi đó, Trung Quốc cũng đang tìm mọi cách để lôi kéo Việt Nam về phía mình bằng cái bắt tay thật chặt và những lời mời gọi hợp tác hấp dẫn trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và xây dựng hạ tầng giao thông. Cùng với nhiều dự án quy mô, thiết nghĩ Việt Nam cần phải cư xử thật khéo léo để duy trì được lợi thế hiện có của mình. Đừng nên dại dột chọn phe khiến một trong hai ông lớn mất lòng để rồi lãnh đủ bom mìn cho bản thân. Kính thưa quý vị, nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và phu nhân, vào sáng ngày 18 tháng 8, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao của Đảng và nhà nước đã rời Hà Nội lên đường thăm nhà nước tới Trung Quốc từ ngày 18 đến ngày 28 năm 2024. Tham gia đoàn còn có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Lương Tam Quảng, Bộ trưởng Bộ Công an. Tham gia đoàn còn có các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng và trợ lý Tổng Bí thư Chủ tịch nước, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Đây là chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị mới, thể hiện sự coi trọng cao độ của Đảng,
nhà nước Việt Nam đối với việc phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc. Điều này đang thu hút sự quan tâm theo dõi đặc biệt của dư luận trong nước và quốc tế. Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của ông Tô Lâm kể từ khi trở thành Tổng Bí thư Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Lâm thời. Ngay sau thông tin trên, nhiều kẻ cho rằng chuyến thăm này của Tổng Bí thư Tô Lâm là sang diện kiến Thiên Triều, hay là ông Tô Lâm chưa kịp sang thăm mà Trung Quốc đã cho máy bay bay dọc bờ biển Việt Nam hàng nghìn km để thị uy. Vì vậy, vì sao Tổng Bí thư Tô Lâm lại chọn thăm Trung Quốc đầu tiên? Có phải rằng Việt Nam e ngại Trung Quốc hay đây là ngoại giao chiến lược bí ẩn khôn khéo mà Việt Nam ta đã lựa chọn? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu, phân tích qua video số này. Việc Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm lựa chọn Trung Quốc là điểm đến đầu tiên trong chuyến công du nước ngoài sau khi nhậm chức không chỉ là một quyết định mang tính biểu tượng mà còn phản ánh chiến lược ngoại giao sâu sắc của Việt Nam trong bối cảnh khu vực và quốc tế đầy biến động. Theo như thông báo từ Bộ Ngoại giao Việt Nam đã nêu ở trên, chuyến thăm này sẽ kéo dài từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 8. Đây là chuyến công du đầu tiên của Tổng Bí thư Tô Lâm trên cương vị mới. Sau khi Tổng Bí thư đã có chuyến thăm tới Lào và Campuchia vào tháng 7 khi còn giữ vai trò là chủ tịch nước. Vậy chuyến công du này chúng ta có thể khẳng định đó là điều gì? Trước hết, chúng ta có thể khẳng định đây là một thông lệ ngoại giao có đi có lại. Việc Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chọn Trung Quốc là điểm đến đầu tiên trong chuyến thăm ngoại giao sau khi nhậm chức Tổng Bí thư xét theo góc độ ngoại giao có thể coi là một bước đi hợp lý trong mối quan hệ song phương Việt Trung. Điều này không chỉ phản ánh truyền thống và thông lệ ngoại giao lâu đời giữa hai quốc gia mà còn khẳng định sự coi trọng lẫn nhau trong bối cảnh khu vực và quốc tế hiện nay. Chúng ta nhớ lại khi Chủ tịch Tập Cận Bình vừa mới nhậm chức vào năm 2012, ông cũng đã chọn Việt Nam là điểm đến đầu tiên trong chuyến thăm ngoại giao của mình. Điều này thể hiện sự tôn trọng và chú trọng của Trung Quốc đối với mối quan hệ với Việt Nam. Việc một lãnh đạo quốc gia lớn như Trung Quốc chọn Việt Nam cho chuyến công du đầu tiên cho thấy tầm quan trọng của Việt Nam trong chiến lược khu vực của Bắc Kinh, đồng thời khẳng định mối quan hệ đặc biệt giữa hai đảng, hai nhà nước. Trong bối cảnh đó, việc Tổng Bí thư Tô Lâm sang thăm Trung Quốc sau khi nhậm chức là một hành động phản hồi hợp lý và phù hợp với truyền thống ngoại giao có đi có lại giữa hai nước. Đây không chỉ là một nghi thức ngoại giao thông thường mà còn là một cách để Việt Nam thể hiện sự coi trọng đối với mối quan hệ với Trung Quốc, quốc gia có vị trí chiến lược quan trọng không chỉ đối với Việt Nam mà còn đối với cả khu vực và trên toàn thế giới. Sẽ có nhiều người thắc mắc tại sao sau khi tái cử lần thứ 3 mới đây vào năm 2023, Chủ tịch Tập Cận Bình đã không chọn Việt Nam là điểm đến đầu tiên mà lại chọn Nga. Có phải họ đã không còn coi trọng mối quan hệ với Việt Nam hay không? Như chúng ta đã biết, trong bối cảnh hiện tại, với sự cạnh tranh gay gắt giữa các cường quốc, đặc biệt là Hoa Kỳ và phương Tây, Trung Quốc và Nga đã tăng cường hợp tác chiến lược trên nhiều lĩnh vực, từ kinh tế, năng lượng cho đến quân sự. Việc ông Tập Cận Bình chọn thăm Nga đầu tiên là một dấu hiệu của sự củng cố liên minh này, nhằm tạo ra một đối trọng mạnh mẽ với phương Tây trong các vấn đề quốc tế. Sự thay đổi trong điểm đến đầu tiên của ông Tập Cận Bình cũng cho thấy sự điều chỉnh trong ưu tiên địa chính trị của Trung Quốc. Trong bối cảnh mối quan hệ giữa Trung Quốc và phương Tây, đặc biệt là Hoa Kỳ, đang ngày càng căng thẳng, Bắc Kinh cần một đối tác mạnh mẽ để hỗ trợ các lợi ích chiến lược của mình. Nga, với vị thế là một cường quốc trên trường quốc tế, trở thành một lựa chọn ưu tiên hàng đầu cho Trung Quốc. Mặc dù ông Tập Cận Bình đã không chọn Việt Nam làm điểm đến đầu tiên, điều này không có nghĩa là Trung Quốc hạ thấp tầm quan trọng của mối quan hệ với Việt Nam. Thay vào đó, có thể hiểu rằng Trung Quốc xem mối quan hệ với Việt Nam là ổn định và không cần thiết phải ưu tiên ngay lập tức trong bối cảnh hiện tại. Việc Trung Quốc chọn Nga đầu tiên có thể phản ánh sự tự tin của Bắc Kinh trong mối quan hệ với Việt Nam. Mặc dù có những thách thức, nhưng mối quan hệ này vẫn sẽ tiếp tục phát triển một cách ổn định. Tuy nhiên, chúng ta cần nhìn nhận rằng, mặc dù đây là một hành động ngoại giao mang tính biểu tượng, nó cũng không hoàn toàn đơn giản là một hành động có đi có lại. Trong bối cảnh hiện nay, khi Biển Đông tiếp tục là điểm nóng tranh chấp, mối quan hệ Việt-Trung luôn cần được xử lý một cách khéo léo và cẩn trọng. Việc Tổng Bí thư Tô Lâm chọn Trung Quốc là điểm đến đầu tiên cũng có thể hiểu là một cách để Việt Nam khẳng định chủ trương ngoại giao độc lập tự chủ của mình, đồng thời duy trì kênh đối thoại mở và trực tiếp với Trung Quốc trong các vấn đề nhạy cảm như chủ quyền Biển Đông. Việt Nam không thể phớt lờ sức ép từ một quốc gia lớn như Trung Quốc, và thực chất, chúng ta không phớt lờ sức ép từ một quốc gia lớn như Trung Quốc, đồng thời Việt Nam cũng không phụ thuộc vào bất kỳ một quốc gia nào. Chính sách ngoại giao của Việt Nam từ trước đến nay luôn nhấn mạnh sự cân bằng, đa dạng hóa, đa phương hóa trong quan hệ quốc tế, và chuyến thăm này của Tổng Bí thư Tô Lâm là một phần của chiến lược đó. Việc có đi có lại trong ngoại giao với Trung Quốc không có nghĩa là Việt Nam sẽ lùi bước trước bất kỳ áp lực nào, mà ngược lại, đó là cách Việt Nam khẳng định sự bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau trong mối quan hệ giữa hai quốc gia. Thứ hai, chuyến đi này phản ánh chiến lược ngoại giao cực kỳ khôn khéo của Việt Nam ở đây. Việc Tổng Bí thư Tô Lâm chọn Trung Quốc làm điểm đến đầu tiên khi vừa nhậm chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam có thể được hiểu như một động thái nhằm khẳng định mối quan hệ đặc biệt giữa hai quốc gia láng giềng, vốn được coi là đồng chí cộng sản với nhiều điểm tương đồng trong nền chính trị và là đối tác kinh tế quan trọng của nhau. Theo Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã trả lời phỏng vấn vào ngày 15 tháng 8 rằng chuyến thăm còn thể hiện sự coi trọng
sự ưu tiên hàng đầu của hai bên trong củng cố và phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược. Hai nước đều kỳ vọng chuyến thăm sẽ đạt được thành quả trên một số phương diện, trong đó có tiếp nối và phát huy xu thế phát triển của quan hệ Việt-Trung sau các chuyến thăm lẫn nhau mang tính lịch sử của lãnh đạo cao nhất hai đảng, hai nhà nước thời gian qua. Và chuyến thăm cũng sẽ góp phần duy trì trao đổi chiến lược cấp cao, củng cố nền tảng tin cậy chính trị, tăng cường định hướng cho sự phát triển quan hệ song phương trong giai đoạn mới. Hai bên sẽ thống nhất phương hướng, biện pháp lớn nhằm xây dựng hiệu quả cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược theo định hướng sâu hơn, thúc đẩy hợp tác thực chất, đặc biệt là trong các lĩnh vực như kết nối đường sắt, thương mại nông sản, đầu tư chất lượng cao, tài chính tiền tệ, văn hóa du lịch, giao lưu nhân dân. Việt Nam-Trung Quốc cũng sẽ cùng xử lý thỏa đáng những vấn đề tồn tại, kiểm soát và giải quyết tốt hơn bất đồng trên biển, không để vấn đề trên biển ảnh hưởng đến đà phát triển quan hệ hai đảng, hai nhà nước, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như trên toàn thế giới. Vâng, mặc dù trên tinh thần là vậy, nhưng mối quan hệ này cũng không thiếu những thách thức, đặc biệt là các mâu thuẫn không thể hóa giải về chủ quyền lãnh thổ, đó là khu vực trên Biển Đông, trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng thể hiện tham vọng chiến lược trong khu vực. Việc duy trì mối quan hệ hòa hảo với Bắc Kinh mà không đánh đổi chủ quyền hoặc lợi ích quốc gia là một nhiệm vụ không hề dễ dàng. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là Tổng Bí thư Tô Lâm hay là Việt Nam sẽ lệ thuộc vào Trung Quốc. Ngược lại, chiến lược của Việt Nam là tăng cường đa dạng hóa mối quan hệ với nhiều đối tác quốc tế nhằm tránh tình trạng phụ thuộc vào bất kỳ một quốc gia nào, qua đó đảm bảo vai trò độc lập và chủ quyền của Việt Nam trên trường quốc tế. Trọng tâm chính của chuyến công du này mà theo như Bộ Ngoại giao đã công bố dự kiến sẽ là việc thúc đẩy hợp tác kinh tế và thương mại giữa hai quốc gia, đồng thời thảo luận sâu sắc về cách giải quyết vấn đề Biển Đông phù hợp với luật pháp quốc tế. Điều này không chỉ tiếp nối di sản ngoại giao của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người đã thiết lập mối quan hệ đối tác chặt chẽ với Chủ tịch Tập Cận Bình trong suốt 12 năm qua, mà còn nhằm duy trì sự ổn định và phát triển mối quan hệ song phương trong thời gian tới. Chúng ta không thể phủ nhận rằng việc Tổng Bí thư Tô Lâm chọn Trung Quốc là điểm đến đầu tiên chỉ sau chưa đầy 2 tuần được bầu làm Tổng Bí thư có thể được coi là một thông điệp mạnh mẽ. Thông điệp này cho thấy Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ với Trung Quốc, không chỉ như là một người anh em cộng sản mà còn là một quốc gia láng giềng quan trọng. Có thể nói Tổng Bí thư Tô Lâm là một nhà lãnh đạo khôn khéo, đã cam kết tiếp tục chính sách đối ngoại của người tiền nhiệm là cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Điều này đồng nghĩa với việc Việt Nam sẽ tiếp tục theo đuổi chiến lược cân bằng trong quan hệ quốc tế, đồng thời bảo vệ lợi ích quốc gia là trên hết. Về phía Trung Quốc, việc mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sang thăm cũng là một bước đi chiến lược. Trung Quốc coi Việt Nam là một đối tác quan trọng trong chính sách ngoại giao với các nước láng giềng, đặc biệt là trong bối cảnh khu vực đang chứng kiến nhiều biến đổi phức tạp tăng tần. Tuy nhiên, yêu sách bành trướng của Trung Quốc trên Biển Đông luôn là một điểm căng thẳng trong quan hệ giữa hai nước, đòi hỏi xử lý khôn khéo và kiên quyết từ phía Việt Nam. Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã xây dựng mối quan hệ cá nhân tốt đẹp với Chủ tịch Tập Cận Bình, qua đó góp phần củng cố mối quan hệ giữa hai đảng. Tương tự, việc Tổng Bí thư Tô Lâm hiện nắm giữ cả hai vị trí quan trọng là Tổng Bí thư và Chủ tịch nước có thể sẽ làm tăng tần suất tương tác giữa hai nhà lãnh đạo trên trường quốc tế. Chuyến thăm lần này là cơ hội để Tổng Bí thư Tô Lâm thiết lập mối quan hệ cá nhân với Tổng Bí thư Tập Cận Bình, đồng thời đặt nền móng cho sự phát triển lâu dài về mối quan hệ Việt-Trung. Chuyến thăm này cũng phản ánh nỗ lực của Trung Quốc trong việc củng cố quan hệ với Việt Nam sau khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời. Điều này được thể hiện qua việc Bắc Kinh đã cử 4 ủy viên thường vụ Bộ Chính trị, bao gồm Chủ tịch Tập Cận Bình, gửi lời chia buồn tới Việt Nam và đặc biệt là cử Vương Hộ Ninh, ủy viên thường vụ Bộ Chính trị, Chủ tịch Hiệp hội Toàn quốc, nhân vật số 4 của Bắc Kinh, đến Việt Nam để viếng cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Rõ ràng Trung Quốc cũng đang muốn thiết lập mối quan hệ chặt chẽ hơn với Việt Nam để có thể mang lại một số lợi thế chiến lược cho họ, đặc biệt là trong bối cảnh quốc tế hiện nay có nhiều yếu tố bất định, bao gồm khả năng ông Donald Trump có thể quay lại làm Tổng thống Hoa Kỳ. Đây là một viễn cảnh khó lường khi Việt Nam phải đối mặt với áp lực từ một quốc gia có tham vọng không chỉ trên lục địa mà còn cả đại dương như Trung Quốc. Trong bối cảnh này, việc Việt Nam khéo léo thực hiện cân bằng chiến lược và cải thiện quan hệ với Trung Quốc sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo vệ lợi ích quốc gia và duy trì vị thế của mình trên trường quốc tế. Việt Nam là một quốc gia với vị trí chiến lược quan trọng ở Đông Nam Á. Chính vì vậy, chúng ta luôn duy trì tâm thế cẩn trọng trong mọi hành động ngoại giao của mình. Điều này không chỉ xuất phát từ sự phức tạp của môi trường địa chính trị, mà còn bởi Việt Nam phải nằm cạnh một nước láng giềng khổng lồ như Trung Quốc. Lịch sử đã chứng minh rất nhiều lần về mối quan hệ Việt-Trung luôn tiềm ẩn những nguy cơ căng thẳng. Trong những cuộc xung đột gần đây như chiến tranh biên giới năm 1979 cho đến sự kiện Gạc Ma năm 1988, những sự kiện này không chỉ làm sâu sắc thêm mối mâu thuẫn giữa hai nhà nước, mà còn buộc Việt Nam phải tìm kiếm những giải pháp chiến lược lâu dài để bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia. Trong bối cảnh đó, Việt Nam vẫn đang thực hiện một chính sách ngoại giao khôn khéo, mang tính linh hoạt và thích ứng cao. Đó là chính sách ngoại giao cây tre của Việt Nam, nhằm duy trì sự cân bằng giữa việc bảo vệ chủ quyền quốc gia và việc xây dựng quan hệ hòa bình với các đối tác quốc tế, trong đó có cả Trung Quốc. Cùng với đó, chính sách quốc phòng 4.0 không tham gia liên minh quân sự
không liên kết với nước này để chống nước kia, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ để chống lại nước khác, và không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế cũng là một phần quan trọng chiến lược này. Cuộc gặp gỡ giữa lãnh đạo Việt Nam và Trung Quốc tới đây, với sự tham dự của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, sẽ là cơ hội để Trung Quốc tiếp tục hâm nóng mối quan hệ với Việt Nam. Đặc biệt, đây còn là dịp để Trung Quốc tìm cách giảm bớt căng thẳng trong các tranh chấp chủ quyền với các nước Đông Nam Á khác trên Biển Đông, nơi mà Trung Quốc luôn có những yêu sách vô lý và bành trướng. Tuy nhiên, việc duy trì mối quan hệ này không có nghĩa là Việt Nam sẵn lòng chấp nhận bất kỳ áp lực nào từ phía Trung Quốc. Thay vào đó, Việt Nam luôn giữ vững lập trường độc lập, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của mình thông qua các biện pháp ngoại giao và pháp luật quốc tế. Một điểm đáng chú ý nữa là việc Tổng Bí thư Tô Lâm dự kiến sẽ đến New York vào tháng tới để tham dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, sau đó sẽ gặp gỡ Tổng thống Biden. Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Denis Ressi đã đến Việt Nam vào ngày 21-23 tháng 7 và đã mời Tổng Bí thư Tô Lâm tham gia hội nghị vào tháng 9 tới. Điều này không chỉ là một bước đi quan trọng trong việc khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, mà còn gửi đi một thông điệp rõ ràng tới thế giới rằng Việt Nam không ngại mở rộng quan hệ với Hoa Kỳ, dù điều đó có thể khiến Trung Quốc không hài lòng. Như chúng ta đã biết, mối quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đã không ngừng phát triển trong những năm qua, và vào tháng 9 năm 2023, mối quan hệ này đã đạt mức cao nhất là quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Hiện nay, Trung Quốc khi đối ngoại với Việt Nam, thông qua các kênh quan hệ giữa hai đảng, vẫn tiếp tục sử dụng các biện pháp bành trướng để thúc đẩy các yêu sách chủ quyền trên Biển Đông. Đây là một bước đi không chỉ làm tăng thêm ngờ vực của Việt Nam đối với Bắc Kinh, mà còn thúc đẩy Việt Nam tìm kiếm và củng cố quan hệ với các đối tác quốc tế khác, bao gồm Hoa Kỳ, Nhật Bản và các quốc gia phương Tây. Việc tăng cường quan hệ an ninh và kinh tế với những đối tác này không chỉ giúp Việt Nam cân bằng với các mối quan hệ của các cường quốc mà còn mở ra những cơ hội mới cho việc phát triển kinh tế, củng cố vị thế quốc gia trên trường quốc tế. Trong bối cảnh hiện nay, Việt Nam cũng có thể đang phải đối mặt với nhiều thách thức, khi mà Trung Quốc và Hoa Kỳ đang là hai đối thủ cạnh tranh, dẫn đến nhiều ảnh hưởng tới sự phát triển ổn định của đất nước. Nếu ông Trump trở thành Tổng thống Hoa Kỳ năm 2024, đó cũng là một yếu tố không thể xem nhẹ. Một khi ông Trump trở lại, chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ có thể sẽ chứng kiến những thay đổi đáng kể. Điều này sẽ tạo ra những tình thế mới cho Việt Nam. Trong hoàn cảnh đó, việc Việt Nam duy trì một chính sách ngoại giao cân bằng chiến lược và giữ vững quan hệ với Trung Quốc, đồng thời mở rộng quan hệ với các cường quốc khác là điều cần thiết để bảo vệ lợi ích quốc gia. Sự kiện Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thăm Trung Quốc chỉ sau chưa đầy 2 tuần nhậm chức có thể được hiểu là một nỗ lực của Việt Nam trong việc củng cố mối quan hệ song phương, đồng thời khẳng định vị thế của mình trong bối cảnh địa chính trị khu vực và quốc tế đang thay đổi nhanh chóng. Giữa Trung Quốc và Mỹ, với nhiều tham vọng chiến lược của mình, hai nước vẫn có thể tiếp tục lôi kéo Việt Nam vào quỹ đạo của mình. Tuy nhiên, Việt Nam với sự khôn ngoan và kinh nghiệm lịch sử sẽ không dễ dàng bị cuốn theo những tính toán của hai cường quốc này. Thay vào đó, Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì một chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ với mục tiêu bảo vệ chủ quyền, giữ vững hòa bình, ổn định và phát triển bền vững cho đất nước. Hiện nay, Việt Nam với vị trí địa chính trị quan trọng, sự ổn định chính trị cao, nền kinh tế đang phát triển với tốc độ nhanh, có độ mở cao, sức thu hút đầu tư nước ngoài lớn đang là điểm nóng trong cuộc cạnh tranh lôi kéo giữa các bên. Đây là thách thức không nhỏ đối với Việt Nam trong việc giải quyết bài toán cân bằng và xử lý hài hòa quan hệ đối ngoại với các nước lớn nhằm giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Việc Tổng Bí thư Tô Lâm chọn Trung Quốc là quốc gia đầu tiên đến thăm sau khi được bầu làm Tổng Bí thư đã phản ánh đầy đủ sự coi trọng đối với việc phát triển quan hệ ngoại giao giữa hai đảng, hai nước Việt Nam và Trung Quốc. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Việt Nam e ngại Trung Quốc hay bị lệ thuộc vào Trung Quốc. Trong quan hệ với một nước lớn, một đối tác kinh tế quan trọng như Trung Quốc, Việt Nam luôn kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, là bạn, là đối tác tin cậy của cộng đồng quốc tế. Trên tinh thần dĩ bất biến, ứng vạn biến, Việt Nam không bao giờ nhượng bộ trong vấn đề biên giới, lãnh thổ, chủ quyền của đất nước với Trung Quốc hay bất kỳ một quốc gia nào khác. Điều này đã được chứng minh trên thực tế trong suốt những năm vừa qua. Còn về phía Trung Quốc, cũng nhiều lần khẳng định coi trọng cao độ Việt Nam và xác định việc củng cố và phát triển quan hệ giữa hai nước có ý nghĩa quan trọng đối với thành công của mỗi nước và đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển khu vực và trên thế giới. Như mới đây, trong điện mừng nhân dịp Tổng Bí thư Tô Lâm được bầu giữ chức vụ Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã viết: "Tôi sẵn sàng cùng đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn dắt xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai chung, viết ngày càng thực chất và đi vào chiều sâu, cùng phát huy tình hữu nghị truyền thông, cùng thông tình sẵn vào trang hòn." Vâng, kính thưa quý vị, lịch sử quan hệ Việt Trung đã trải qua rất nhiều thăng trầm. Người dân Việt Nam sẽ không lãng quên những bài học trong quá khứ, nhưng đồng thời cũng xác định rõ quan hệ láng giềng với Trung Quốc là bất biến. Hai nước cần chung sống hòa bình lâu dài, duy trì và phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác vì lợi ích của nhân dân hai nước. Nhân dân Việt Nam tin tưởng vào tầm nhìn và bản lĩnh vững vàng của lãnh đạo đất nước.
Trong tương lai, mối quan hệ Việt-Trung sẽ tiếp tục là một trong những thách thức lớn nhất với chính sách ngoại giao của Việt Nam. Nhưng với sự cẩn trọng và linh hoạt, Việt Nam có thể hoàn toàn tiếp tục giữ vững được thế cân bằng, vừa duy trì quan hệ hòa hảo với Trung Quốc, vừa không ngừng mở rộng quan hệ với các đối tác khác, đặc biệt là Hoa Kỳ và các quốc gia trong khu vực. Điều này không chỉ giúp Việt Nam bảo vệ lợi ích quốc gia, mà còn góp phần nâng cao vị thế của mình trong cộng đồng quốc tế. Việc Việt Nam nâng cấp không quân là một việc vô cùng cấp thiết. Bên cạnh việc duy trì quan hệ với đối tác truyền thống là Nga, Việt Nam hiện đang xem xét các lựa chọn tiêm kích hiện đại từ Mỹ, mở ra một hướng đi đầy tiềm năng. Tuy nhiên, vấn đề đáng quan tâm hơn là nhu cầu cần thiết của không quân nhân dân Việt Nam trong việc mua sắm máy bay vận tải quân sự hạng trung để thay thế và bổ sung C-295M hiện có, nhằm đảm bảo vai trò chủ lực với sức tải và tầm hoạt động vượt trội. Tin tức mới đây từ trang Reuters đã tiết lộ rằng Việt Nam đang đàm phán với Mỹ để mua máy bay vận tải quân sự C-130, một thương vụ có thể coi là lớn nhất kể từ khi Việt Nam bắt đầu đa dạng nguồn cung cấp vũ khí. Trước đó, thương vụ F-16 được cho là không có dấu hiệu khả quan. Trước thông tin nóng hổi này, các chuyên gia và nhiều nhà bình luận viết của Trung Quốc đã không thể làm ngơ. Họ nhanh chóng tung ra một đoạn video phân tích cho rằng Việt Nam đã mua C-130 và F-16V của Mỹ, đồng thời liên kết với Philippines để chống lại Trung Quốc. Vậy tại sao Việt Nam lại chọn C-130 và thương vụ này có triển vọng ra sao? Và vì sao Trung Quốc lại phản ứng gay gắt như vậy? Chúng ta cùng tìm hiểu qua video này sau thông tin về việc Việt Nam và Mỹ đàm phán để mua tiêm kích F-16. Mới đây, Reuters lại tiết lộ một thương vụ mới đang được thảo luận giữa hai quốc gia. Tờ Reuters đã tiết lộ rằng Việt Nam đang đàm phán với Mỹ để mua những chiếc máy bay vận tải quân sự C-130. Theo Reuters, đây là thương vụ lớn nhất kể từ khi Việt Nam thể hiện mong muốn đa dạng hóa nguồn cung cấp vũ khí cho mình. Dẫn lời hai nguồn tin giấu tên, Reuters cho biết Hoa Kỳ và Việt Nam đang thảo luận về việc bán máy bay vận tải quân sự Lockheed Martin C-130 cho Việt Nam hay đó. Các nguồn tin cho biết cuộc đàm phán có thể dẫn đến một thỏa thuận cung cấp trong năm nay. Máy bay C-130 có thể chở binh lính, thiết bị quân sự và các vật tư khác, đồng thời sẽ tăng cường năng lực phòng thủ của Việt Nam trong bối cảnh căng thẳng biên giới ở Biển Đông gia tăng với Trung Quốc và các nước khác trong khu vực. Các thông tin còn cho biết Mỹ có thể cung cấp một gói hỗ trợ tài chính cho Việt Nam như một phần của hợp đồng. Một quan chức Mỹ cho biết số tiền của thỏa thuận có thể lên tới hàng chục triệu đô la để trang trải chi phí bảo trì và các chi phí khác. Trang báo này còn dẫn ra nguồn tin, đó là một người thuộc phái đoàn Việt Nam cho biết cuộc đàm phán đang xem xét mẫu máy bay C-130. Phiên bản mới nhất của loại máy bay này, cả hai nguồn tin đều không nêu tổng chi phí hay số lượng máy bay đang được thảo luận, và cả hai đều từ chối tiết lộ danh tính vì cuộc đàm phán không được công khai. Theo thông tin từ The Writer, các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Việt Nam về cung cấp vũ khí đã diễn ra liên tục trong nhiều tháng trước khi có những thay đổi lớn trong giới lãnh đạo Việt Nam. Các chuyên gia và nhà phân tích tin rằng sự thay đổi lãnh đạo này sẽ không làm thay đổi đáng kể lập trường của Việt Nam đối với các vấn đề đối ngoại và kinh tế. Cuộc thảo luận này phản ánh nỗ lực ngày càng tăng của Mỹ trong việc gia tăng ảnh hưởng với Việt Nam. Gần nửa thế kỷ sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc, kể từ khi lệnh cấm vận vũ khí đối với Việt Nam được dỡ bỏ vào năm 2016, xuất khẩu quốc phòng của Mỹ sang Việt Nam chủ yếu bao gồm tàu tuần duyên, máy bay huấn luyện, drone trinh sát và các thiết bị an ninh. Điều này một phần là do chi phí cao, yêu cầu chấp thuận của chính phủ Mỹ và khả năng tương thích với các thiết bị hiện có ở Việt Nam. Mặc dù chưa có xác nhận chính thức, nhưng nếu phân tích kỹ thì C-130 thực sự là một lựa chọn rất phù hợp cho không quân Việt Nam hiện tại. Thứ nhất, C-130 là loại máy bay mà không quân Việt Nam có nhiều kinh nghiệm sử dụng. Sau ngày giải phóng miền Nam, Việt Nam đã tiếp nhận 7 chiếc máy bay vận tải C-130, loại máy bay vận tải lớn nhất thời bấy giờ. Mặc dù thiếu thiết bị thay thế và gặp nhiều khó khăn, cán bộ chiến sĩ quân chủng phòng không quân đã phát huy tinh thần sáng tạo và khả năng duy trì hoạt động những chiếc máy bay này để thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng. Ví dụ, Việt Nam đã hoán cải 2 chiếc C-130 thành máy bay ném bom phục vụ trong chiến tranh bảo vệ biên giới phía Tây Nam. Dù hiện nay những chiếc C-130 này không còn hoạt động, nhưng những câu chuyện về việc vận hành chúng vẫn được các cựu chiến binh kể lại với lòng tự hào. Thứ hai, C-130 đã chứng minh được năng lực của mình qua thời gian được đưa vào sử dụng từ năm 1957. C-130 là máy bay tuabin cánh quạt 4 động cơ, có khả năng cất và hạ cánh trên các đường băng ngắn và dã chiến. Nó được trang bị hệ thống lái điện tử, hệ thống bay tự động và radar dẫn đường Doppler, cùng với nhiều thiết bị điện tử tiên tiến khác. Nhiều quốc gia trên thế giới hiện đang biên chế C-130 trong quân đội của mình, và máy bay này đã trải qua nhiều biến thể để thực hiện các nhiệm vụ khác nhau như vận chuyển, vũ khí, hàng hóa, binh sĩ, tấn công cường kích, trinh sát và tác chiến điện tử. Tính đa dụng và hiệu quả của C-130 khiến nó trở thành một trong những máy bay được sử dụng lâu dài nhất trong lịch sử không quân Mỹ.
Thứ ba là phiên bản nâng cấp C 130 Joule Super Hercules được đưa vào sử dụng từ năm 1999, là phiên bản hiện đại nhất và duy nhất còn sản xuất. C-130J được trang bị động cơ i2100D3, cải thiện tốc độ và tầm bay với khả năng chở 92 hành khách hoặc 60 lính dụ, trọng tải 20 tấn, tốc độ 671 km/h và tầm bay là 5.250 km. C-130J đáp ứng nhu cầu về máy bay vận tải quân sự tầm trung của Việt Nam, đặc biệt khi máy bay An-2 và An-26 đang dần bị loại bỏ do quá cũ kỹ. Đối tác truyền thống của Việt Nam là Nga chỉ sản xuất các máy bay hàng nặng Il-76, không phù hợp với nhu cầu của không quân Việt Nam. Mặc dù Việt Nam đã mua C-295, loại máy bay này không thể đáp ứng nhu cầu như C-130 trong việc vận tải tầm xa, tiếp tế biển đảo và chuyển quân cho các lực lượng đặc biệt. Và thứ tư là Mỹ cung cấp phiên bản C-130J phù hợp với nhu cầu của không quân Việt Nam. Các phiên bản như MC-130, AEC-130 phục vụ nhiều vai trò khác nhau, từ tuần tra biển và chống ngầm, tiếp dầu trên không đến tác chiến điện tử. Trong khi không quân nhân dân Việt Nam hiện đang thiếu các loại máy bay chống tàu ngầm và máy bay tấn công cường kích C-130J, với các biến thể hiện đại thực sự là một lựa chọn hợp lý cho nhiều mục đích. Với những tính năng chiến thuật ưu việt và kinh nghiệm vận hành dòng máy bay này của Việt Nam, C-130J là ứng cử viên sáng giá cho không quân Việt Nam bảo tàng. Tuy nhiên, giá mỗi chiếc C-130J không hề rẻ. Từ năm 2017, giá niêm yết mỗi chiếc là khoảng 112 triệu USD. Và vào năm 2022, Không quân Hoàng gia New Zealand đã chi tới 1 tỷ USD để mua 5 chiếc C-130J, với giá trung bình mỗi chiếc là khoảng 200 triệu USD. Mặc dù chi phí cao, nhưng với những lợi ích mà C-130J mang lại, việc đầu tư này có thể xem là hợp lý. Hy vọng rằng trong tương lai không xa, C-130J sẽ gia nhập vào lực lượng không quân Việt Nam, góp phần quan trọng vào việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và lãnh hải của Tổ quốc. Đây có thể là một tin vui với Việt Nam, nhưng lại là tin không vui với Trung Quốc. Ngay sau khi biết tin Việt Nam thỏa thuận mua C-130J, truyền thông Trung Quốc ngay lập tức đã phản ứng khá gay gắt và có phần so sánh với những loại máy bay hiện có của mình. Họ cho rằng Việt Nam đổi ý mua máy bay F-16 sang C-130J là vì Trung Quốc. Một chuyên gia nghiên cứu vũ khí của Trung Quốc, Pháp Hòa, đã lên video đánh giá chủ quan rằng Việt Nam liên kết với Philippines mua F-16 của Mỹ để chống Trung Quốc, nhưng đến thời điểm then chốt lại đổi ý, tiếc nuối. Cụ thể, trong video này, vị chuyên gia này đã nói rằng tình hình Việt Nam thay đổi đột ngột, bất ổn về vấn đề Trung Quốc có ý định đoàn kết với Philippines can thiệp vào Biển Đông. Truyền thông Mỹ tung tin Việt Nam có kế hoạch mua máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ để chống lại quân đội nhân dân Việt Nam, nhưng vào thời điểm quan trọng, Việt Nam lại lưỡng lự và bắt đầu hối hận. Vào khoảng thời gian nhà lãnh đạo Việt Nam qua đời, tình hình chính trị Việt Nam đột ngột thay đổi và dao động về vấn đề Trung Quốc. Không ngờ, theo báo chí nước ngoài, trước sự xúi giục của Philippines, Việt Nam và Philippines sẽ đề xuất cái gọi là lệnh trừng phạt về vấn đề Biển Đông, thách thức chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Đồng thời, vị chuyên gia này cho rằng, theo Reuters dẫn lời báo cáo của Bộ Quốc phòng Việt Nam, Việt Nam dự định mua máy bay chiến đấu F-16 Lockheed Martin để tăng cường sức mạnh cho không quân Việt Nam và chuẩn bị cho cuộc chiến chống lại quân đội giải phóng nhân dân. Trên thực tế, từ những năm 2000, không quân Việt Nam đã tăng cường mạnh mẽ công tác hiện đại hóa, với quân giải phóng nhân dân là kẻ thù tưởng tượng. Đặc biệt là sau khi quân đội giải phóng nhân dân và không quân quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc giới thiệu mạnh mẽ dòng máy bay chiến đấu Su-30 và Su-27 của Nga. Vào những năm 2000, thì không quân Việt Nam đã nhanh chóng đặt mua lô máy bay chiến đấu dòng Su-27 và Su-30 từ Nga. Kế hoạch của không quân Việt Nam khi đó là dựa vào hiệu suất tác chiến mạnh mẽ của hệ thống Flanker và bán kính tác chiến hơn 1.500 km, có thể bao phủ các đảo bãi đá do Trung Quốc chiếm đóng để cạnh tranh với Hải quân và quân giải phóng nhân dân Trung Quốc. Vì vậy, Việt Nam đã mua tổng cộng 36 tiêm kích Su-30MiG-22 và 12 tiêm kích Su-27 của Nga. Tuy nhiên, với sự nhập khẩu liên tục của các tiêm kích tối tận như J-10C, J-16, J-20 của quân giải phóng nhân dân Trung Quốc trong thời gian gần đây, sức mạnh của không quân Việt Nam lại một lần nữa bị không quân Trung Quốc vượt mặt và hiện chỉ có một lữ đoàn không quân của chiến khu Nam thuộc quân giải phóng nhân có thể hạ gục toàn bộ không Việt Nam. Và vì chuyên gia này còn so sánh các máy bay tiêm kích của Việt Nam và Trung Quốc để tiếp tục bắt kịp khoảng cách với không quân giải phóng nhân dân, phái đoàn Việt Nam thậm chí còn cân nhắc việc đưa máy bay chiến đấu Su-57 của Nga vào sử dụng. Tuy nhiên, với việc xung đột Nga-Ukraine bùng nổ, việc đưa vào sử dụng máy bay chiến đấu do Nga sản xuất là điều không thể. Tuy nhiên, Mỹ chưa bao giờ từ bỏ kế hoạch gây rối Biển Đông và từng tiết lộ với Việt Nam rằng nước này có thể xuất khẩu máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất. Tuy nhiên, ngay cả khi Việt Nam mua máy bay chiến đấu F-16 cũng sẽ không có bất kỳ tác động nào tới quân đội giải phóng nhân dân. F-16 mà Việt Nam quan tâm
là mẫu F-16V xuất khẩu mới nhất của Lockheed Martin. Thực tế, nó giống với mẫu F-16 mà Việt Nam quan tâm. F-16V được quân đội Đài Loan mua cùng loại vũ khí và được coi là máy bay chiến đầu tiên tiến thế hệ thứ 4.5. Mạnh hơn Su-30, loại tốt nhất của không quân Việt Nam, nhưng vẫn còn khoảng cách lớn về hiệu suất so với máy bay chiến đấu tiên tiến của quân đội giải phóng nhân dân. Và vì này còn đưa ra những phân tích của truyền thông nước ngoài rằng việc Việt Nam mua F-16V sẽ có tác động tối thiểu đến quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc. Thứ nhất, hiệu suất sử dụng máy bay chiến đấu này không tốt bằng máy bay chiến đấu chủ lực mới của quân đội giải phóng nhân dân. Nên việc đặt mua thêm máy bay chiến đấu dù có khó khăn, chủ yếu là do ngân sách quốc phòng của Việt Nam không cao. Đơn giá của F-16V khởi điểm hơn 120 triệu USD. Đây là mức giá cao ngất ngưỡng đối với quân đội Việt Nam. Hơn nữa, lực lượng không quân của nước này từ lâu đã sử dụng máy bay chiến đấu của Liên Xô và Hofner. Máy bay Liên Xô và máy bay Mỹ có các bộ phận, thiết bị bảo trì và hệ thống hỗ trợ hậu cần hoàn toàn khác nhau. Không quân Việt Nam cần thiết lập chuỗi cung ứng mới để đảm bảo việc sử dụng F-16, bao gồm mua linh kiện, thiết lập cơ sở, bảo trì và dự trữ các vật tư liên quan đến vài chiếc F-16V. Điều thú vị là, theo báo cáo của Reuters, Việt Nam hiện đang loay hoay không biết có nên mua F-16V của Mỹ hay không. Nguyên nhân chính là họ lo ngại ảnh hưởng đến mối quan hệ thân thiết của Việt Nam với Trung Quốc, đồng thời đã đình chỉ đàm phán với Trung Quốc và Hoa Kỳ. Tuy nhiên, không quân Việt Nam quan tâm đến việc mua máy bay vận tải C-130 của quân đội Mỹ, và Mỹ cũng đưa ra mức ưu đãi nhằm tiết kiệm hàng chục triệu USD chi phí bảo trì và lấy lòng Việt Nam vậy nào. Tuy nhiên, truyền thông nước ngoài cho rằng, dù là máy bay vận tải nhưng C-130 có thể được trang bị nhiều loại vũ khí khác nhau cho nhiệm vụ tự vệ và chiến đấu. Những vũ khí này bao gồm pháo 20mm gắn trên cửa ra vào và cửa sổ, cũng như các biện pháp đối phó bằng tia hồng ngoại và kim loại để chống lại các mối đe dọa tên lửa. Nó có thể được chuyển đổi thành máy bay chiến đấu trên không tương tự như AC-130 của quân đội Mỹ, và thậm chí có thể được sử dụng với pháo và đạn dẫn đường chính xác cho các nhiệm vụ hỗ trợ trên không. Trong tương lai, nó có thể được chuyển đổi thành máy bay chiến đấu trên không để nhắm mục tiêu vào Trung Quốc, tàu cảnh sát biển và tàu đánh cá. Tuy nhiên, mối đe dọa của loại máy bay cỡ lớn này đối với quân đội giải phóng nhân dân là bằng không. Loại máy bay này chỉ phát huy tác dụng khi có quyền kiểm soát trên không. Trước đây, quân đội Mỹ có thể sử dụng loại pháo hạng trên không này để hỗ trợ hoạt động trên chiến trường Việt Nam và chiến trường Iraq với sự bảo vệ ưu thế trên không. Nhưng ở Biển Đông, việc điều động các loại máy bay chiến đấu yếu kém của không quân Việt Nam lại là mục tiêu của các máy bay chiến đấu của quân đội Trung Quốc. Đây là một huân chương quân sự thực sự cho các phi công chiến đấu của quân đội Trung Quốc. Vâng, hết so sánh thì vị chuyên gia này còn vênh váo và đe dọa Việt Nam rằng việc lên một con tàu cướp biển của Mỹ và làm con tốt cho chiến dịch chống Trung Quốc của Hoa Kỳ chẳng khác nào tự chuốc lấy rắc rối. Hoa Kỳ trước đó hứa sẽ cung cấp mọi sự hỗ trợ cho Philippines trong cuộc chiến chống lại Trung Quốc. Tuy nhiên, chính phủ Marcos ở Philippines đã ngu ngốc nghe theo lời Mỹ và tung ra các hành động khiêu khích chống lại Trung Quốc trên Biển Đông một cách hấp tấp với sự hỗ trợ của Mỹ. Kết quả là bị Trung Quốc tấn công trực diện. Quân đội Mỹ thấy tình hình không ổn thì đã bỏ chạy và sẽ không đối đầu với Trung Quốc vì lợi ích của Philippines. Còn đối với nhà cầm quyền Việt Nam, so với nhà cầm quyền Philippines ngu dốt, Việt Nam nên rút kinh nghiệm từ lịch sử về vấn đề Biển Đông. Việt Nam thường xuyên bị quân đội giải phóng nhân dân trừng phạt vì những hành động khiêu khích trên Biển Đông. Năm 1974, Hải quân miền Nam Việt Nam phát động hành động khiêu khích tại quần đảo Tây Sa và bị hạm đội quân đội giải phóng nhân dân đánh bại. Năm 1988, Hải quân Việt Nam phát động hành động khiêu khích chống lại quân đội giải phóng nhân dân ở vùng biển Nam Sa, nhưng bị Hải quân giải phóng nhân dân đánh bại và tiêu diệt đội hình xâm lược của Hải quân Việt Nam. Sử dụng các biện pháp mạnh mẽ chống lại Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông, nhưng không đạt được mục tiêu chiến lược mà còn gây ra đòn nặng nề từ quân đội giải phóng nhân dân. Có thể nói, thái độ của Trung Quốc đối với Việt Nam là rất rõ ràng. Cần duy trì trọng tâm chiến lược về vấn đề Biển Đông, kiên quyết đòi độc lập, tránh bị một số thế lực bên ngoài lợi dụng. Vấn đề Biển Đông cần được đàm phán một cách hòa bình, đối thoại và giải quyết thông qua các biện pháp ngoại giao. Nếu Việt Nam nhất quyết đi theo con đường riêng của mình và thông đồng với Philippines để thách thức chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông với sự hỗ trợ của Mỹ hoặc thậm chí chạm đến điểm mấu chốt của Trung Quốc, thì đừng trách Trung Quốc không nể tình. Điều đó không thể đoán trước vì sau hai thất bại thảm hại trước đó, nếu người Việt Nam không thực sự rút ra những bài học lịch sử, chắc chắn họ sẽ phải đối mặt với những biện pháp đối phó cứng rắn hơn từ quân đội giải phóng nhân dân và cảnh sát biển. Vâng, trên đây là toàn bộ nội dung bài bình luận so sánh cũng như có phần gian đe Việt Nam của vị nghiên cứu này. Phải nói rằng, có vẻ như vị tác giả này khá vênh váo. Tác giả Trung Quốc đã cố tình bóp méo lịch sử khi đề cập đến các sự kiện năm Lưu Sốp Xoạ và năm An Ưu Ao A Khảo. Hải quân Việt Nam đã bảo vệ chủ quyền của mình một cách chính đáng
và không hề có hành động khiêu khích nào. Thực tế, Trung Quốc mới là bên đã dùng vũ lực để chiếm đóng trái phép các đảo của Việt Nam. Việc sử dụng các biện pháp mạnh mẽ chống lại Trung Quốc là quyền tự vệ chính đáng của Việt Nam và hoàn toàn phù hợp với luật pháp quốc tế. Việc Việt Nam mua sắm các loại máy bay hiện đại là quyền tự chủ và hợp pháp của quốc gia, nhằm mục đích bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ. Động thái này không phải là hành động chống lại Trung Quốc, mà là một phần trong chiến lược nâng cao năng lực quốc phòng để đảm bảo an ninh quốc gia và hòa bình khu vực. Như bất kỳ quốc gia có chủ quyền nào, Việt Nam có quyền mua sắm vũ khí và trang thiết bị quân sự để bảo vệ an ninh quốc gia. Việc mua máy bay chiến đấu, tàu chiến hay bất kỳ loại vũ khí nào khác đều được thực hiện dựa trên nhu cầu quốc phòng và khả năng tài chính của đất nước. Quyết định này hoàn toàn phù hợp với các quy định của luật pháp quốc tế và không vi phạm bất kỳ điều ước hay cam kết nào. Những phản ứng tiêu cực từ phía Trung Quốc về việc Việt Nam mua sắm vũ khí chỉ phản ánh sự bất an và lo ngại của họ. Trung Quốc, với những hành động gây hấn và vi phạm luật pháp quốc tế trên Biển Đông, thường có xu hướng có tật giật mình khi các nước láng giềng nâng cao năng lực quốc phòng. Điều này chỉ ra rằng kẻ thường xuyên gây hấn mới là người lo sợ trước sự chuẩn bị và quyết tâm bảo vệ chủ quyền của các quốc gia khác. Việt Nam luôn tuân thủ luật pháp quốc tế và tìm kiếm giải pháp hòa bình cho các vấn đề tranh chấp trên biển. Những nỗ lực của Việt Nam nhằm tăng cường hợp tác quân sự với Philippines và Hoa Kỳ không phải là hành động khiêu khích, mà là biện pháp tự vệ chính đáng trước những hành động gây hấn của Trung Quốc. Việt Nam không bao giờ chấp nhận làm con tốt cho bất kỳ quốc gia nào, mà luôn giữ vững lập trường độc lập, tự chủ và bảo vệ chủ quyền quốc gia một cách kiên định. Trung Quốc cần nhận ra rằng những hành động gây hấn và vi phạm pháp luật quốc tế trên Biển Đông chỉ làm tăng thêm căng thẳng và nguy cơ xung đột. Việt Nam luôn mong muốn giải quyết tranh chấp thông qua đàm phán hòa bình và biện pháp ngoại giao, nhưng cũng sẽ không ngần ngại bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia trước bất kỳ sự đe dọa nào. Thế giới đã nhìn thấy rõ sự thật và không bao giờ bị đánh lừa bởi những luận điểm sai lệch và thiếu khách quan từ phía Trung Quốc. Còn quý vị nghĩ sao về vấn đề này? Xin để lại ý kiến dưới phần bình luận, nhớ đăng ký kênh và ghé qua kênh mỗi ngày. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại!